Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop của mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được cái equalizer có brand là Shit Lockheed. Thương hiệu Shit là thương hiệu âm thanh rất nổi tiếng đến từ Mỹ nghe các bạn. Dòng Shit Lockheed là được sản xuất tại Mỹ ở bang Texas nghe các bạn. Dòng này là một trong những equalizer có thiết kế rất nhỏ gọn và rất tinh tế, đặc biệt là nó có tổng cộng là 6 băng giải tần để các bạn điều chỉnh âm thanh vừa lỗ tai nghe. Đây là bộ chỉnh âm thanh cân bằng 6 băng tần, nó cho phép bạn điều chỉnh âm thanh theo sở thích nghe các bạn. 6 băng tần của nó là bao gồm 20 hạt jazz, 120 hạt jazz, 400 hạt jazz, 2 kHz, 6 kHz là và 16 kHz. Đó, mỗi băng tần nó đều tăng bass, treble, mid rất là FP, rất rõ rệt nghe các bạn. Để khắc phục những dàn âm thanh, đặc biệt là những dòng high end á, những dàn âm thanh high end thường có trường hợp thiếu bass, thiếu treble hoặc là tiếng của nguồn phát ra những tiếng nhạc nó hơi sáng hoặc hơi tối, thì Shit này cho phép bạn điều chỉnh những nhược điểm của cái dàn âm thanh của bạn. Tổng thể của nó được thiết kế một mặt nhôm phay xước đó, màu trắng rất là đẹp ha, rất hài hòa. Tất cả các bạn nhìn vào là thấy một thương hiệu là Shit này, Lockheed là thương hiệu. Ở đây nó có hai chức năng, trên này là nút các bạn, nếu các bạn kết nối ngõ đằng sau ba lăng thì các bạn chỉnh lên, còn các bạn kết nối ngõ RCA đó thì các bạn nhả xuống ha. Rồi cái thứ hai là có chức năng, nút thứ hai là các bạn khi bạn ứng lên á thì những cái nút equalizer này là nó mất tác dụng nha các bạn. Khi bạn sử dụng thì các bạn ứng xuống. Bên cạnh đó là các bạn sẽ nhìn thấy là nó bên 6 nút rất cân bằng ha, mình đang để chỉnh giữa hết. Hai nút này là tăng cho 7 giải tần bass, hai nút giữa tăng giải tần mid và hai nút ngoài cùng là tăng cho giải trần treble nghe các bạn. Đó. Ở đây nó có một cái nút nguồn các bạn ha. Tất cả hàng đấu giá về nguyên zin nguyên bản ở trong, các bạn thấy đèn ở trong rất nhiều ha, rất sáng này các bạn. Các bạn nhìn buổi tối rất đẹp các bạn. Rồi sau đây mình quay cho các bạn xem tổng thể. Xung quanh là không có điểm chê các bạn ha. Tất cả còn nguyên như rất đẹp, thiết kế cũng rất nhỏ gọn, cầm rất chặt tay, rất là nặng. Các bạn nhìn tổng thể mặt sau này ha. Ở đây là nó có cổng ba lăng out in ha. Đó. Nếu các bạn kết nối những dàn thiết bị cao cấp thì có những đầu CD giải mã lọc xì á, những cái dòng cao cấp nó cổng out ba lăng thì bạn đưa vào đây, còn đưa vào in ba lăng và cổng a ba lăng là các bạn đưa vào âm ly giống như mình thôi ha. Đây là mình đang kết nối ngõ RCA, đây là input ngõ vào, đây ngõ ra. Thông tin như sau: Shit Lockheed ha, số dây là 2383, IC của nó là sử dụng điện 117V nha các bạn. Các bạn có thể sử dụng điện 100V giống mình, mình đang sử dụng điện 100V, rất đẹp ha. Những thông tin ở dưới đây mình có thêm một cái hàng thông tin này các bạn. Shit.com ha. Valencia. Rồi. Ở đây nó có một cái logo là Shit ha, rất đẹp. Những thương hiệu Shit là thương hiệu âm thanh rất nổi tiếng của Mỹ nghe các bạn, đặc biệt những equalizer hoặc những đầu giải mã có giá rất là cao nghe các bạn. Cách đây 3 tháng mình cũng đã bán một cái đầu giải mã thương hiệu Shit với giá là cũng gần 20 triệu nghe bạn. Nó cũng bằng cái này thôi bạn, to bằng cái này thôi, nó không có lớn hơn. Những cái đầu thiết bị giải mã hay những equalizer của hãng Shit Lock này nó là size tầm trung nghe các bạn. Rồi sau đây mình test các chức năng cho các bạn nghe thử ha. Dòng này các bạn nào có những dàn nhạc thiếu bass, thiếu treble, thiếu mid, các bạn mua về để chỉnh âm thanh nó vừa tai nghe rất hay nghe các bạn. Đây mình tăng volume lên, rồi mình tăng giải tần bass các bạn.
mãi tăng thương về cô là hai là bát rồi mà tăng mít nha bạn. Suốt năm cây rồi tăng rép từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài mẹ đã âm thầm khóc đêm không nhà rồi mình giảm bác duyên thành mưa đá rồi bạn thấy ra rồi hả cô đã đêm giảm dưới cơn giảm mít luôn rồi giảm băng tầng cuối cùng 20 tầng rồi đó các bạn thấy FP ha. Các bạn thể tăng rước lên kem à buồn chất lên đầy bước chân giang hồ bờ mắt rêu xanh màu con tim ta hương tiếc tha mong chờ một nhịp cầu duyên nối qua đôi bờ rồi khi các bạn nghe mọc thì bạn ứng vào ha thì cái này nó mất tác dụng đó, không tác dụng nha bạn khi các bạn chỉnh thì bạn ứng cái nút gạt lên cho mình ha. Qualizer Sid Lockyer này tiếng nước FV nghe các bạn. Đó, cái giá xuất xưởng của hãng các bạn có thể search trên Google bạn thấy là với giá là 299 đô cộng cộng. Đó, máy mình hàng đấu giá về còn như mới nghe các bạn. Đó, bao gồm một cái cục điện dây điện nguồn zin của nó nghe các bạn. Đó, các bạn có thể mua về sử dụng. Mình tặng kèm một cặp dây AV và một cặp dây ba lăng để các bạn kết nối rất đáng chơi trong tầm tiền. Bạn nào có những dàn nhạc thiếu 3 giải tầng thì các bạn mua cái equalizer Sid Lockyer này về để tăng các giải tầng nó vừa tai nghe nghe bạn. Chất lượng của hãng Sid Lockyer thì các bạn không cần bàn cãi, nó đã được khẳng định được các giới chơi audio, nhất là những người chơi dàn audio high end đánh giá rất cao nghe bạn.
từ những âm ly đầu dãy mã hay là những cái equalizer rất nổi tiếng, chất âm rất trung thực, nhưng mà nó điều chỉnh những tiếng sáng, tiếng tối trong dàn nhạc của bạn, làm cho cân bằng và vừa tai nghe nha các bạn. Mình xin thông báo cái Shit Lockyard này mình về tình trạng nguyên sinh nguyên bản, like new như mới nha các bạn. Mình bán giá cực kỳ cố tốt, chỉ là 6.800.000 đồng. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Mình có bao ship toàn quốc. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.